Chào mừng anh em đã đến với Săn Sale và Đánh Giá. Mình là Đại Công Nghệ. Trên tay của mình đang là chiếc máy rất hot trong thời điểm hiện tại luôn anh em ạ. Đây là chiếc Redmi K50 Gaming và nó rất là nóng. Tuy nhiên với cái thời tiết trở đông của miền Bắc thì cái con máy này thì bán rất là chạy anh em nhé. Với cái công năng giống như một cái lò sưởi thì chiếc máy này thật sự là quá tuyệt vời luôn. Trong video này mình sẽ test game khi mà mình gắn con sò tản nhiệt cũng như một cái miếng dán tản nhiệt, giúp anh em có thể chơi game một cách thoải mái nhất trên Redmi K50 Gaming anh em nhé. Nếu anh em hứng thú, bắt đầu video nhé. Về chiếc Redmi K50 Gaming ấy, thì thật sự là cái thiết kế của nó rất là cách tân đúng không anh em? Anh em nhìn vào cái là thấy chất luôn rồi. Con sò tản nhiệt X12 Pro Max. Với con sò này mình thấy là nó có thể đẩy được nhiệt độ lên đây 15 độ C. Và lúc này thì mình đã kết nối bằng 4G rồi. Dung lượng pin còn 86%, độ sáng đẩy lên khoảng tầm 80. Chiếc Redmi K50 Gaming được mình thử nghiệm khá là nhiều ROM. Thì với cái ROM gốc nó sẽ cho cái hiệu năng đến thời điểm hiện tại là mạnh nhất, MIUI 13.0.11 phiên bản China. Và đây là RAM 12 bộ nhớ trong 128. Và cái app Joy Share mình cũng đã xóa đi rồi. Pin và hiệu suất thì vẫn còn nguyên. Kích hoạt game Turbo vẫn rất là chất chơi. Nghe CMX chất lượng cao nhé. Bắt đầu này. Hình ảnh thì mình cũng sẽ thiết lập lên là cực cao 60. Hiệu ứng làm mờ chuyển động rất cao. Max setting luôn anh em nhé. Nhưng mình đang thấy là nó hay bị tụt xuống 56 lắm. Mặc dù là cái nhiệt độ rất mát đúng không anh em? Chỉ có mỗi là 33.3. Và vừa xong trong giao tranh thì mình thấy là FPS của nó có bị tụt xuống là 4x anh em ạ. Sau khoảng 2 phút thôi thì nhiệt độ đã lên đến 37.9 rồi, 38.4. Quá nóng anh em ạ. Cái phần trên này nó cũng ấm ấm lên rồi nhá. Đấy là còn có cái con sò tản nhiệt đấy. Từ đó có thể thấy là chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 nó đã tối ưu nhiệt độ tốt đến mức độ nào rồi. Khi giao tranh chỗ này toàn 4x này, 38, 31 này, 50. Chung FPS nhảy liên tục, nếu mà anh em có máy thì chạy vào đây thử nghiệm nhá. Chỗ này rất là nặng đấy. 38 này. Sau 5 phút thì mình đang thấy nhiệt độ ở đây báo là 42.6. Tuy nhiên vẫn rất là mượt mà anh em nhé. Tuy nhiên thì khó chịu nhất là khi cái khung viền làm bằng kim loại ở trên chỗ này khá là nóng. Lúc này mình đang thấy là nó tụt xuống 48, 49 này. Nhưng sau lại lên 54, 55. Mình đang thấy là cái con Slab 8 Gen 1 ấy, nó chơi game kém cái con Slab gần 8 Plus Gen 1 khá là nhiều. Không chỉ liên quan đến vấn đề nhiệt độ đâu anh em ạ, kể cả xung nhịp nữa. Khi mà anh em thấy nhiệt độ chỉ ở 43.7 thôi sau 6 phút. Được cái là nó sẽ không bị lốc FPS anh em nhé. Đây, nó vẫn nhảy liên tục. Công nhận là khi mà nắp cái tản nhiệt này vào chơi game ngon hơn hẳn anh em ạ. Và cũng thoải mái hơn nữa. À, nhiệt độ mặt sau 42.7 đúng không? Nhưng mà cái khung viền này 42.1. Nhưng mà ở cái chỗ thanh này chỉ có 31-32 độ thôi. Nên là khi mà tay mình để vào ấy, thật sự rất là thoải mái. Bây giờ thì mình sẽ thử để cho cái miếng tản nhiệt nó sát vào phía camera anh em nhé. Nên là sát vào cái vị trí này. Anh em thấy cái miếng này này, nó còn có cả nước mà. Với con Redmi K50 Gaming ấy, thì khó chịu nhất là vấn đề nhiệt độ của nó. Nên là mình đã hướng dẫn anh em chơi game nó làm sao dễ chịu nhất rồi. Rất là dễ chịu luôn anh em ạ. Ô, nhiệt độ đã lên 46 độ C rồi. Cái phần trên này khá là khó chịu anh em ạ. Nó sẽ tầm 43 độ mà. Tay mình sẽ kê vào cái miếng này. Nên là rất dễ chịu anh em ạ. Tay để này thôi, không sờ vào chỗ này này.
Đấy. Ở dưới này thì mát anh em nhé, dưới này khá là mát. Thế là ở chỗ này thì nó sẽ bị tụt xuống. Cái con sò này nếu mà chơi max setting của Genshinback thì sẽ không lại anh em nhé, 46,7. Thì bây giờ mình sẽ cho nó hạ xuống là còn trung bình nhá anh em nhé, 60, và hiệu ứng là mờ chuyển động thấp nhá. Nhiệt độ đã dần dần chuyển xuống còn 45,5 rồi. Lúc này thì FPS của nó toàn 5x thôi anh em ạ, trung bình có vẻ khá ngon. Vừa nói xong thì nó có một phát tụt xuống 46. Xung rất là mượt mà luôn, nhiệt độ lúc này sẽ không thể lên được 47 độ nữa. Nếu mà anh em không sử dụng cái miếng dài này, chỉ sử dụng cái trò này ấy, thì chắc chắn là chơi game nó sẽ khó chịu, bởi vì cái phần trên này này nó sẽ nóng và nó sẽ không thể nào mà giảm nhiệt nhanh bằng sử dụng một cái miếng dài như thế, nghĩa là cả một cái phần dài. Đương nhiên thì cái nhiệt độ của con sò ấy nó sẽ bị mất đi nhiều hơn, và quan trọng là cái cảm giác chơi thì mát là rất là ngon. Đó, anh em thấy này, vừa xong thì mình thấy duy nhất có một lần là bị tụt xuống 4x thôi, còn lại toàn là 5x. Ví dụ như thế này là quá nhiều gây hiệu ứng ấy, thì nó sẽ bị xuống 46. Với cái cấu hình trung bình thì chơi game rất là ổn đấy anh em ơi. Mỗi tội là mình phải thấy là nó khó chịu anh em nhé, khó chịu những cái con phiền nhựa rất là nhiều luôn. Ví dụ như kiểu là chiếc K50 hay là chiếc K50 Ultra hay Neo 2 ấy, thì với chiếc K50 gaming nó sẽ nóng hơn khá nhiều. Viền kim loại, khung kim loại chỗ này trên này thì ối dồi ôi lắm. Mình đã chơi được 30 phút rồi và bây giờ tiến hành đo nhiệt độ nhá. Mặt trước sẽ là 45,8 và cái khung viền anh em thấy này, 44,6. Nhiệt độ ở cạnh cụm camera sẽ là 44-45 độ, và nhiệt độ ở cái thanh tản nhiệt nhá, 33 độ thôi, nên là rất là thoải mái. Còn cuối cùng là cái nhiệt độ ở ngay dưới con quạt tản nhiệt, 23 độ, và dung lượng pin lúc này của máy còn 53%. Mình thấy là chiếc Redmi K50 Gaming này anh em chỉ chơi cái cấu hình trung bình và gắn sò thôi, như thế thì nhiệt độ nó đã cao hơn rất là nhiều rồi. Hôm nay thì mình dùng 4G mà nó còn chơi có thể tốt như thế thì đương nhiên là wifi nó còn chơi tốt hơn nhiều rồi. Anh em thấy sao, đừng quên like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhá, và đừng quên bình luận. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.